Hàng anh em, con này khá to. Anh túm đuôi, túm đuôi. Kéo lại mất để bảo lấy. Lại xin chào toàn thể các anh em có liềm đam mê thích đánh chuột trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách bẫy chuột bằng cạm kẹp chân. Đấy thì hiện tại ngoài miền Bắc thì bắt đầu vào đến cái mùa đánh chuột rồi anh em ạ. Thì cái mẫu cạm mà sử dụng nó là cạm 9cm này. Đối với cạm này thì ưu điểm của nó thì anh em đánh được tất cả các loại chuột. Đấy, ví dụ như là chuột đồng, chuột cống nhung hoặc là sóc, đấy, cũng như con gà rừng. Đấy, thường thường anh em sử dụng cái cạm loại 1 này thì sẽ đánh được những cái con thú từ 1kg đổ lại. Cái cạm này thì nó đã kèm theo bàn đĩa này. Đấy, một cái thì bố em vừa đặt xong ở trong cái cửa hàng này. Đấy, đánh cái này thì nó có nhiều kiểu đánh. Đấy, cái thứ nhất là đánh ở cửa hàng này. Đó, và cái thứ hai nữa là đánh ở cái lối đi lại. Đấy, lối đi lại thì anh em chọn những cái vị trí mà con chuột nó hay chạy qua để lại lõng thì anh em sử dụng đánh. Còn ngoài ra thì không đánh kinh tế thì anh em có thể là sử dụng đánh về làm mồi nhộng. Đấy, hoặc là anh em đánh chuột phá hoại mùa màng. Đấy, ví dụ như nhà mình có bãi ngô, bãi sắn như thế này này chẳng hạn. Đấy, chuột nó đến phá hoại thì anh em có thể đặt hàng 5-10 cái. Thì cái vấn đề đặt hàng ấy, thì nhiều anh em chưa biết cách đặt hàng thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em để ở góc màn hình video. Nhà em là chuyên cung cấp tất cả những cái mẫu cạm dùng để đánh chuột, đánh cầy, anh em tham khảo. Ok, bây giờ thì đi tìm những cái lõng rồi quay chi tiết cho anh em cùng xem nhé. Ở đây bố em đặt thêm một cái nữa. Nếu còn là chia sẻ dấu vết chuột nó để lại thì ra khu vực đây thì hai bố con em là đánh lõng đường đi. Để nó đến đây nó ăn, bãi ăn nó ủ nha anh em này. Đấy. Lõng đường đi đây. Ok. Lấy lá ngụy trang thì xay nhỏ cái lá này ra, xong rắc lên là được anh ạ. Khá đơn giản, bẫy này rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng đánh được anh ạ. Xong rồi ok anh em nhé. Đây gặp dấu của bác thợ nào đánh lại đây anh em này. Đấy, đánh dấu cảm đấy. Người ta kỹ thuật đánh không cao, người ta đánh là không lấp lá anh ạ, đánh giữa lõng luôn. Bên đây có dấu này, bên đây có dấu nào thấy thấy nhiều dấu quá. Đấy, đánh thì em ấy bố em đánh có mấy chục cái thôi nhưng không đánh dấu, bởi vì mình đánh mình nhớ được chỗ, đánh theo vàn, ăn vàn nào đánh hết vàn đấy anh ạ. Đấy, chia sẻ anh em kinh nghiệm bẫy chuột đấy đơn giản. Đấy, anh em nào mà xem được video thì cần cho mình bẫy chuột thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video nhé. Hàng anh em, con này khá to. Anh túm đuôi, túm đuôi. Kéo lại mất để bảo lấy. Tại chuôn đánh kỹ thuật kém anh em. Đây còn cái mẫu cạm đấy anh em. Đấy nó có lẫy rồi. Và anh em chỉ thiết kế thêm một cái dây buộc thôi là anh em đánh. Này to à? Nào, dư bao đây. Trên đấy dính nữa à? Chả dính nữa. Thật á? Ủa, em có bao giờ em đùa anh đâu. Ủa, em không đánh à? Không đánh lại này làm sao mai bảo chào bảo thu anh. Được, chú Quân giỏi. Đấy, khu này ấy, đây. Đấy, đủ gà dính luôn anh ạ. Đủ quá thì anh. Nó lên lông đưng màu xám rồi chứ không phải còn màu bông bông nữa. Đó. Đang cáu này, hôm nay trông người đang không vui ấy. Con này khả năng gật đi, con này. Bò, vứt. Bò gì? Ồ, anh ấy, anh đút vào con này thừa ba lạng, em hứa với anh ấy. Chuột đã đổi lông rồi. Ok anh em nhé, hai cái dính liên tiếp.